Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Ama English and welcome back to my video. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English, kênh YouTube hàng đầu về học tiếng Anh giao tiếp dành cho người đi làm. Và hôm nay thì Thanh muốn quay trở lại với video clip về chuỗi series học đánh vần tiếng Anh phục vụ cho mục đích phát âm chuẩn tiếng Anh của mình, đúng không? Ok, trước khi mà bắt đầu video clip này thì mọi người đừng quên và đừng tiếc một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các video clip hay và hữu ích từ Thanh nhé. Ok, rồi không nói nhiều nữa, bắt đầu vào quy tắc số 21, từ có chứa ER. Được chưa? Hôm trước mình đã học quy tắc số 20, đó là từ có chứa UR. Nếu mà ai chưa xem quy tắc đó, bởi vì quy tắc đó khá gần giống với quy tắc này, thế nên chúng ta sẽ quay trở lại kênh YouTube của Ama English để xem lại quy tắc số 20 nhé. Ok, rồi. Những câu hỏi thường ngày Thanh hay hỏi mọi người, how to pronounce these words? Mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào? Rồi, chú ý cho Thanh cái chữ R nhá, để xem chữ R đó được phiên âm thành âm gì. Ok, alright. Đầu tiên là cái từ cô ấy, đúng không ạ? Yes, mình có từ her. Yes, her. Again, her. Good job. Next one. Cái từ rất nhiều người sẽ phải biết trong khi mà mình học 12 năm ngữ pháp tiếng Anh, đó là cái từ động từ, đúng không ạ? Và cái động từ đấy mình sẽ gọi là gì ạ? Verb. Again, verb. Verb. Yes, good job. Next one. Một cái từ nữa mà các bạn sẽ gặp được trong phần Excel, trong phần Word, Microsoft, đó là cái từ nhập hàng vào với nhau. Thì cái từ này nó có nghĩa là merged. Merge. Merge, merge, again, merge. Good job. Ok, đó thì là cách phát âm của những cái từ này. Có thể bạn nó phát âm đúng, có thể phát âm sai. Tuy nhiên, Thanh muốn nói ra cái điều này để mọi người follow theo cái quy luật ở đây. Đó là hãy để ý đến chữ R, đúng không? Để vậy thì khi nào mình sẽ phát âm như vậy? Chúng ta sẽ đi ngay sang cái phần quy tắc nhé. Quy tắc hôm nay, rule number 21. Quy tắc số 21. Trong từ có một âm tiết mà có chứa R cộng một phụ âm hoặc R đứng cuối của từ thì R sẽ đọc thành âm R. Ok, rất giống quy tắc số 20, đúng không ạ? Quy tắc số 20, thầy nhắc lại này. Quy tắc số 20 là trong từ có một âm tiết mà xuất hiện UR cộng phụ âm hoặc UR đứng cuối từ thì UR sẽ được phân âm thành âm R. Rồi, trong quy tắc số 20 thì nó là xuất hiện R cũng y nguyên như vậy nhưng mà là R. R cộng phụ âm hoặc R đứng cuối từ thì R sẽ được phiên âm thành R. Alright, dễ đúng không? Rồi, cái âm R này phát âm như thế nào thì cũng nói lại cho mọi người để mọi người dễ follow hơn. Đầu tiên mọi người sẽ nhìn vào cái slide, cái hình khẩu hình miệng mà Thanh để trên này. Miệng mọi người sẽ hở, hơi mở. Thứ hai là hơi, hai hàm răng hơi tách ra. Đó, được chưa? Và thứ ba đó là cái cuống lưỡi. Ok, cái cuống lưỡi là cái này, để Thanh chỉ trên hình nhá, mọi người nhìn hình nhá. Cái cuống lưỡi là cái phần cuống ở dưới lưỡi này này. Mọi người sẽ kéo cái cuống lưỡi về phía trên và chạm với ngạc mềm. Cái phần này là phần ngạc mềm ở trên ấy. Kéo lên trên. Đó, khi phát âm ra là ra luôn. Ví dụ Thanh sẽ phát âm cái từ này là R. Đó, kéo cái cuống lưỡi về phía trong. R. Miệng để hơi hở miệng và thứ hai là răng không chạm vào nhau. Hai răng tách ra. Again. Repeat again. Yes, exactly. Chính xác rồi đó. Rồi, đi ngay sang cái phần luyện tập để xem cái phần luyện tập ngày hôm nay là gì. Và đừng quên ghi lại cái quy tắc này vào trong cái sổ ghi chép hàng ngày của mình nhé. Ghi lại quy tắc vào trong sổ ghi chép của mình. Rồi, tiếp theo, luyện tập. Vậy thì chúng ta sẽ nhẩm lại quy tắc ngày hôm nay là gì nhỉ? Đúng rồi, trong từ có một âm tiết mà xuất hiện R thì R sẽ đọc thành âm R, R cộng phụ âm, đúng không ạ? Cái tên này mình sẽ đọc là birth. Birth. Ok, chữ F, chữ S này rất là khó này. Cho lưỡi ra này. Birth, cho lưỡi ra. Và thổi. Birth. 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 Good job, next one. Mình có từ verse. Verse. R này, được phụ âm R này. Verse. Chữ E ở cuối từ là âm câm nhá. Thanh nhắc rất nhiều rồi. Verse. Verse. Chính xác. Rồi R đọc là âm R này. Chữ E cuối từ câm này. Khi mà G cộng E mình học rồi. G cộng E thì G sẽ phát âm là J. Ok. J. Ok. This one. Và mình sẽ đọc là verge.
verb, verb, chính xác. R này, verb, 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 b, b, b. Ending sound là b, b nhé. Có rung này. Verb, verb. Next one. Nerd, nerd, nerd. Next one. Merge, merge, merge. Còn tiếp theo là, có trọng âm này. Merger, 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 merger. Next one. Nerve, nerve. E cuối từ câm bỏ, R phát âm là âm R, đúng không? Nerve, nerve, nerve. Ok, rồi. Cố gắng nhé, mỗi từ đọc đi đọc lại khoảng 3-4-5 lần nhiều cho thanh người ta nó quen với cái khẩu hình miệng. Bởi vì ngày xưa mình hay đọc cái từ này là cái từ gì nhỉ? Cái từ động từ này là verb. À, không là verb mà là verb, đúng không? Nó nghe tây hơn và nghe chính xác hơn rất là nhiều. Rồi, ok, next one. Sang cái phần tiếp theo luôn. Đọc lại cho cô Thanh nha. Mình sẽ có từ perk, 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 chính xác. R này. Merge, 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 chính xác. R cuối từ đúng không? Purr, 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 chính xác. Perch, perch. Chú ý Thanh cho Thanh chữ chờ này nhá. Nó phải chu môi lên này. Ch, ch. Ờ, cái âm này âm tròn môi đúng không? Perch, perch, perch. Next one. Turn. Cái này có ending sound là chữ N nhá. Turn, turn. Nhiều người hay đọc là turn hoặc là my turn. Ok, không phải như vậy. Turn, đúng rồi. Stern, stern. Exactly. Term, 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 term. Rồi. Swerve, swerve, swerve. Ok, rồi, that's it. Đó, đó là cái bài học ngày hôm nay. Và như thường lệ thì Thanh sẽ dành lại cho mọi người 3 dòng để mọi người tập đọc, luyện đọc theo cái phần phiên âm ở dưới và cố gắng là nhìn cái khẩu hình miệng của mình trong gương và đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi từ ít nhất 5 lần nhá. Mọi người muốn thay đổi thói quen đúng không? Mọi người muốn phát âm chính xác đúng không? Không có điều gì khác ngoài sự luyện tập. Công thức đã có, bây giờ mình phải luyện tập, được chưa? Thế nên là mỗi từ phải nhắc đi nhắc lại cho Thanh 5 lần. Alright. Rồi, ok, đó là video clip ngày hôm nay. Thì Thanh hy vọng video clip này sẽ hữu ích dành cho tất cả mọi người. Và mọi người đừng quên, đừng tiếc một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các cái chuỗi bài giảng tiếp theo về học đánh vần tiếng Anh, học phát âm tiếng Anh, học các cái chủ điểm về từ vựng tiếng Anh cũng như là các cái ngữ pháp và trong sự ra ứng dụng trong quá trình giao tiếp, đúng không ạ? Rồi, sắp tới sau khi mà kết thúc cái chuỗi series học về đánh vần tiếng Anh này thì Thanh sẽ ra một cái chuỗi series khác về học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, nạp cái input đầu vào, lượng từ vựng đầu vào cho bản thân mình, thì chúng ta sẽ phải học tiếng từ vựng theo chủ đề, các cái cụm từ và các cái câu nói hàng ngày mà mình sẽ áp dụng như nào. Vậy thì nếu mà các bạn thấy mà mình có mình muốn Thanh làm về chủ đề từ vựng theo chủ đề nào thì các bạn hãy comment phía bên dưới để Thanh tổng hợp và để làm video clip và một chuỗi các bài giảng cho mọi người về từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Alright, ok, rồi hẹn mọi người trong video clip tiếp theo. See you, bye.